Mic Group, IEX Group, đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, hiện nay Việt Nam có rất ít doanh nghiệp bất động sản được xếp hạng. Đặc biệt, tuy số ít tham gia xếp hạng, nhưng họ có quyền yêu cầu công ty xếp hạng tín nhiệm không công khai kết quả. Thành ra, thông tin xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam hiện tại khá mờ nhạt. Đánh giá về hệ thống xếp hạng tín nhiệm lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam hiện tại, chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, người có hơn 40 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý trong ngành tài chính ngân hàng tại Mỹ, Đức cũng như ở Việt Nam, cũng đã có những đánh giá mà giới doanh nghiệp bất động sản cần quan tâm. Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng độc lập cho biết, hiện nay lĩnh vực bất động sản Việt Nam chúng ta tuy còn nhiều tiềm năng nhưng cũng rất phức tạp, phải đánh giá từng dự án, tính pháp lý, dòng tiền vào ra của công ty vào mỗi dự án. Chính điều đó khiến chúng ta không thể áp dụng cách thẩm định của công ty sản xuất kinh doanh truyền thống được. Bên cạnh đó, thực trạng công ty cho nhau vay chéo, sở hữu chéo thường phổ biến nên rất khó để công ty xếp hạng tín nhiệm thực sự nhìn rõ vấn đề, đánh giá khách quan, trung thực, minh bạch. Càng khó khăn hơn khi lĩnh vực bất động sản thường có sự chồng chéo về nhân sự, sở hữu, quan hệ. Trong khi đó, Nghị định 153 của Chính phủ chỉ nói là nhà phát hành nộp hồ sơ xếp hạng tín nhiệm nếu có chứ không bắt buộc. Đây là điều mà Bộ Tài chính chưa tính đến giải pháp này. Dù rất hiệu quả để điều phối thị trường cả trước mắt và lâu dài, xếp hạng tín nhiệm vô cùng cần thiết, nhất là với thị trường non trẻ. Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm như ở Việt Nam, nếu không có bên thứ ba đủ thẩm quyền, yêu cầu cung cấp, liệu công chúng có lấy được những thông tin cần thiết? Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Chính phủ có thể nghiên cứu thành lập riêng một văn phòng trực thuộc Bộ Tài chính chuyên về xếp hạng tín nhiệm để giám sát hoạt động của các công ty xếp hạng tín nhiệm, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về xếp hạng tín nhiệm và kiểm soát các trường hợp xung đột lợi ích giữa các thành viên. Ngoài xếp hạng tín nhiệm, bài học mà Việt Nam có thể học hỏi từ các thị trường vốn phát triển lâu đời là sự thận trọng. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh, một đất nước có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới như Trung Quốc cũng đang gặp những vấn đề lớn. Câu chuyện tập đoàn bất động sản Evergrande đang trên bờ vực phá sản là bài học lớn cho thị trường Việt Nam. Do đó, nhà đầu tư hãy cẩn thận để bảo vệ tiền của mình. Doanh nghiệp bất động sản hãy cẩn thận để không rơi vào phá sản như nhiều chuyên gia cảnh báo. Năm 2023 sẽ có nhiều nhà kinh doanh bất động sản tiếp tục gặp khó khăn. Nhìn rộng hơn, nếu không cẩn thận, thị trường rủi ro sẽ gây hệ lụy cho tất cả các nhà đầu tư, nhà phát hành và nhà quản lý.